ở nơi đó tôi có một người thương. Cứ chiều chiều nàng ghé bờ sông giặt trong bờ sông anh hẹn với em, mai mốt tay anh đem cao dầu nhờ người che duyên tình ta. Em chớ lo buồn, anh sẽ thưa cùng mẹ cha. Duyên chúng ta muôn đời như nước trên dòng đầy. Chúng tôi đã yêu nhau đã 6 năm rồi mà chưa thành chồng thành vợ. Cha thì gật đầu, còn mẹ quay ngang rồi bảo thằng Tâm mắt tánh nó cọc cằn, sợ sau này con hầu bị đoán hiếp, nên bà cứ dùng dằn chưa chịu cho hai đứa cùng nhau kết nghĩa châu chân. Làng xóm cứ bàn tới bàn lui, anh buồn thật là buồn. Từ cái bữa nhà anh qua giang hồ, thấy mẹ lắc đầu em cũng thôi giặt áo ở bờ sông. Hôm có lệnh tòng quân, sao anh không cho em đi? Anh sợ cái lắc đầu qua một tiếng không, rồi mình cứ ngó mong nói chuyện lòng vòng, chỉ gây buồn cho người đi kẻ. Có dòng nước nào
chợ mới để thăm em. Rồi gặp anh hai anh bảo anh bây giờ là thương si thánh hết hiền lành được đồng đội thương dân quy. Nghe nói chưa tròn câu chiếc quái chầu trên tay mẹ dừng lại đã nhìn vào đôi mắt em mẹ xuân. Một lần che duyên không khoai bên là trọn đời chỉ chốt khổ mà thôi. Anh chưa về vì biên cương còn bóng giặc, cho nhớ em nhiều nhớ chợ mới thi chung, nhớ mẹ hiền lành nhưng lòng phản kháng, nhớ bên sông trưa em ngồi giặt áo buổi trưa hè. Tết này em sẽ ra thăm anh ngoài ấy, mẹ anh đã bằng lòng em không còn sợ mắt. Hơn 50 năm chợ mình vẫn là chợ mới, chỉ sao nắng chờ có lâu lắm không em.